Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Việt Hàn Couple. Các bạn ơi, hôm nay thì cả gia đình mình sẽ làm bánh xèo. Và đây, Út mình đang lặt gạo. Út mình lặt được một mớ rồi nè các bạn. Quá chừng luôn. Nhưng mà chưa đủ gạo các bạn. Một lát cả nhà mình sẽ đi hái cải ngao thêm nữa. Cải mà cha mình trồng á. Còn mẹ mình thì đang xắt thịt để chuẩn bị làm nhân á, rồi có tép nữa các bạn ơi. Có tép để làm nhân nữa. Còn bên đây là củ sắn nè. Củ sắn làm bỏi, củ sắn rồi có củ cà rốt nữa. Nè. Cho màu đẹp đẹp á. Rồi bây giờ mình vô mình phụ mẹ mình. Hôm nay làm bánh xèo ăn đã luôn. Đây cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đem bánh xèo này vô á, cho bà nội mình ăn trước các bạn. Tại vì bà nội mình đói bụng rồi các bạn ơi. Còn mình á, thì chiên tiếp. Bây giờ trong lúc mình đang chiên bánh á, mẹ mình đây cắt cải các bạn. Cắt cải này lát vô ăn. Cái này nè. Cái này ăn ngon mà. Lát vô ăn chung bánh xèo. Mà đâu mày lặt tới đó luôn. Mà cái này giống như là nay nó bự lên rồi đó, cho nên là không ăn gốc được. Bỏ gốc. Ăn gốc ngon, mềm. Dạ. Phải bỏ gốc. Dạ. Đó. Cây nhà lá vườn các bạn ơi, rau cải ở nhà luôn. Rồi thôi, bây giờ mình vô mình canh cái nồi của mình để nó khét nữa. Rồi các bạn ơi, xong rồi. Mình chiên xong bánh xèo rồi các bạn. Đây. Nhìn màu đẹp quá ha. Bánh xèo này mình chiên cái gọn gọn rồi các bạn. Còn ba cái dĩa này á, là ba dĩa mà hồi nãy cúng á. Cái xong rồi mình đem xuống còn lại ba dĩa nè. Đây. Thì bánh xèo này á, mình chiên cái nhỏ nhỏ thôi các bạn ơi. Không có chiên cái bự. Cả nhà mình á, thích ăn cái nhỏ nhỏ. Ví dụ mình ăn nhiều được. Còn với cái bự ăn ngán. Đá quá trời luôn nè. Nhìn màu đẹp ha. Rồi thôi bây giờ mình chuẩn bị ăn. Đói bụng quá chừng luôn á. Sáng giờ quần quật nguyên buổi sáng luôn các bạn. Trời đất ơi, hai con đó nó quan hệ với nhau đó kìa. Ê mẹ. Ê mẹ, coi chừng mẹ đạp con dây con nha mẹ. Coi chừng mẹ đạp con dây con nha. Vô bớt cái sắp. Một, hai, ba nha. Cái dây đoạn đầu này mới cắt ra. Tại sao? Ngồi nghiêm túc với mẹ cười đã đi chứ bác à. Rồi, rồi đã nữa chưa? Xong rồi, một, hai, ba. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, bây giờ cả gia đình mình sẽ ăn bánh xèo. Mời cả nhà ăn với mình nha. Rồi, cầm đũa lên đi. Dạ. Con ăn cuốn bánh tráng không Suga? Con cuốn. Mẹ ăn cuốn bánh tráng thử không mà. Không. Nè con. Bà Út tước đi. Vậy ba làm cho bà Út tước đi. Đây con. Rồi làm sáng giờ đói bụng rồi. Quá đói rồi. Nè của con nè. Ăn bánh xèo là bốc tay đó nha. Có giá nó ngọt quá. Cả nhà biết sao không? Tại sáng mình thức dậy trễ á, trễ. Cho nên nó làm không có kịp gì hết trơn á. Gấp làm đặng cúng. Xong rồi á, chiên xong mẻ cúng rồi á, thì đem chiên thêm mẻ nữa đem nội ăn liền chứ để nội đói. Xong rồi bây giờ cả nhà mới ăn nè. Nè con lấy nguyên cái này luôn đi. Nè ca. Đây.
Ủa? Con cuốn hả? Xin lỗi nha. Phải để rau luôn. Xin mời cả nhà đừng ngon. Để đây đi. Bà Nguyễn. Bố không chấm hả? Cái này con để quá tài gao luôn rồi, giờ một cuốn bự chán luôn nè. Ngon quá. Ngon mà. Ngon. Trộn luôn cả. Nước chấm còn không có ớt á. Ngon. Lâu lâu ăn bánh xèo ngon các bạn. Hôm nay không có anh Hôn các bạn ơi. Anh Hôn về bển rồi. Hôm qua mình đưa anh về bển nè. Đây đây, ba làm cho con. Hôm qua mình đến ra sân bay mà hai đứa buồn quá à. Buồn rũ rượi luôn. Cho nên mình đâu có quay phim rồi đâu. Anh Huynh gọi về rồi buồn quá mà. Ừ. Mới có cho ăn bánh xèo nghiệp. Ừ. Nó thích bánh xèo lắm. Anh có thấy mai mốt nó về làm. Dạ. Chứ sao nó về làm. Chứ qua bển con đâu làm ở bển ăn được. Giống như ở bên hàng á, là lần nào con làm đồ ăn á là cũng phải là cả gia đình ăn chung. Cái gì cũng vậy, nấu đồ ăn là cả nhà ăn chung. Thôi cái nè. Quá trời quá đất nè. Ngon quá. Cho nên á là ví dụ con làm bánh xèo là phải cả nhà ăn chung. Mà cha chồng con đâu có phái muốn việc đâu. Thôi làm ra rồi tội nghiệp. Cha ăn không được. Cho nên là thôi con không có nấu món Việt bánh. Con nấu món Hàn. Việt anh không thích hả? Chuyến sau anh về rồi em làm bánh xèo cho anh ăn Hôn ơi. Bây giờ cả nhà ăn đi. Không có Hôn buồn quá. Không có thằng Tân với con Nhi luôn. Không có cha cũng buồn luôn. Cha đi làm. Hai chị hai cũng đi làm. Còn Hôn gì bánh. Ở nhà mình về thiếu 4 người. Không có 4 người đó ăn vui. Không cần Hôn qua chứ sao mình làm. Chiến nữa. Ngon quá. Cuốn gẹp đó. Rau quá trời. Vô rồi. Vô. Vô kìa. Vô. Có mình bà Năm mà ăn kiểu truyền thống à. Bà Năm không có chịu cuốn. Làm bánh xèo từ hồi sáng các bạn. Bây giờ trưa gà gái luôn rồi. Mới ăn. 1 2 3 vô vô vô. Ngon. Con gói có nhân có da. Con đừng lấy da không ăn. Không ngon. Bỏ nhân nữa thôi. Sao con không thích ăn nhân hết Suka? Hmm.
bánh xèo mà ăn cuốn bánh tráng này cả nhà, ngon ngon. Mẹ ăn cuốn, mẹ ăn cuốn nha. Thôi thôi, mẹ không ăn đâu. Mẹ thích, không ăn thích thì ăn vậy. Cuốn á, ăn nó gọn gàng lắm. Quên rồi. Cái này nữa. Cả nhà hỏi hỏi tại sao con không về bên hàng với anh Hun. Các bạn biết sao không? Tại vì á, hôm bữa ngày á là sau chuyến đi về bển á, xong bà nội mình bị bệnh các bạn, bà nội chồng mình bị bệnh. Thì bà nội không bị giống như bệnh của người già, các bạn hơi mệt mệt đó, với lại bị cảm. Xong rồi á, cha phải có cái lịch đi làm, đi dạy rồi, cho nên thành thử ra là không có chăm sóc bà nội được. Rồi để bà nội ở nhà với mẹ thì cũng không được, cho nên á là mình nói với anh Hun thôi đi về bển để chăm sóc bà nội, chứ để bà nội với mẹ ở nhà có mình. Cho nên là anh mới về sớm các bạn. Còn mình thì mình chưa có về được. Tại vì là các bạn biết rồi, anh Hun thì sắp mở game. Thì ở bên đây là chuẩn bị marketing game, quảng cáo game nữa, là ở bên Việt Nam đó. Thì ảnh có làm cái hợp đồng với công ty người ta đang quảng cáo game á. Thì mình ở bên đây mình lo cái việc đó. Hai đứa mà về bển hết rồi, ở đây đâu có ai lo đâu. Cho nên mình lo liệu xong rồi mình mới về bển. Ngon quá. Con thử ra này con. Chừng nào anh Hun mở ra mình thông báo cho cả nhà. Ô phải bánh xèo con làm sao? Ngon. Giống bánh chè xèo ngoài chợ không? Không. Sao Út? Bánh xèo ngoài chợ làm sao? Không ngon, không ngon bằng. Mà phải có cái pha bột không bằng mình. Mới nên là không ngon. Không hết. Ở nhà vợ bác ăn vừa miệng không? Vừa. Út chịu mình làm bánh xèo các bạn. Ngon rồi, nước chấm rồi này nọ. Có ngoài chợ bán không ngon. Út không chịu. Người ta làm cái bánh á mỏng á. Ăn không đã vậy nhá. Không phải không phải là mình ham ăn vậy, nhưng mà cái mỏng quá, ăn không có cảm giác gì chân mày ha. Bột quá mỏng. Mua ngoài chợ đó. Ba cái chút xíu. Mà không có thấm thứ mà nên bột lạc nhất. Mình làm nó ngon. Ngon quá. Hồi xưa chỉ có bánh xèo này, cái bánh xèo này không? Ta nói tội đất hơi vui vậy nè. Cái nón luôn. Không nói đâu, là bà nội mày kìa. Chiên bánh xèo bằng cái nón luôn á. Mà mẹ chiên, chiên rồi là bỏ ăn không nổi. Nhưng mà mẹ chiên khéo lắm nha. Bánh xèo mẹ chiên khéo, già mà giòn không, mỏng. Lấy hết cái lòng chảo luôn. Chúng ta phải giờ gọn gọn, giờ chiên gọn gọn ngon chết. Rồi đó, có gì chiên bự vậy đó. Em ít nước hay gì ta? Gọi người ngồi chiên đứng dậy ăn không có được. Mà nè. Mày biết sao không? Mẹ hỏi mẹ đứng dậy rồi là bỏ ăn luôn. Vậy ba để cho. Mà. Với lại á, chiên xong rồi ngán dữ lắm các bạn ơi. Mà nhân rồi con lấy nhân rồi đi. Lấy nhân ăn.
nó vàng mà nó giòn đều luôn. Còn đẹp mấy đó lắm. Thì để cho dì ba nè. Đẹp lắm, chim thề lắm. Mà cái dĩa này bà học về xài này mà để nửa trong nửa ngoài đó. Này hả? Ừ. Cái bánh á bự lắm. Bự lắm. Nhân này Suka. Nhưng mà giờ thôi nghỉ gì à. Đó đi, không có đâu. Dì ba để bánh này. Úp yêu, không để ý nhân vô Úp yêu. Bây giờ mình chiên cái nhỏ nhỏ các bạn. Gọn vậy nè, một người ăn 4-5 cái, 10 cái cũng được. Nội mới nghỉ mấy năm nay gì, mấy năm trước là mẹ chiên vậy không á. Ăn không ngán. Còn giống như mà chiên một cái, trời ơi bự chảng nè, mỗi người ăn cái bắt đầu ngán rồi. Ha, ăn cái là thôi đó. Bánh xèo là bóc tay, ăn là bá phát rồi. Guột vô. Đây. Guột để nhân vô đã. Úc, Úc gói, Úc để nhân vô nha. Sao hai bà cháu vậy ăn không để nhân vậy từng. Úc đứng mới không à. Lần mà nói thôi bả bài ra làm bánh xèo sợ không chết. Đổ mệt ha. Ừ. Bây giờ thấy đổ khỏe hơn á mà. Ừ. Đổ được đổ bếp ga rồi đổ bếp củi. Hồi sáng mình đổ bếp ga. Tại vì không kịp á mà, với lại ở ngoài sợ gió. Út cũng thấy tao thương luôn á. Nó thấy đổ bánh xèo rồi thương á. Ừ, không nói. Mệt rồi. Mệt. Trời mấy ông hệ vô mà. Mình về tao bển mình nhớ quá thì sao thấy bà luôn. Ăn gì nè. Về Hàn Quốc nhớ món gì nè. Món Hàn Quốc quan cũng được à, chứ ăn chừng tuần hai tuần cái cũng bắt đầu cũng nhớ món Việt mày. Ừ. Hôn đó vậy chứ con cũng nhớ mà tại gán nó không nói chứ. Ừ. Nhưng mà kiểu giống như anh Hôn đó, anh khoái đó, ăn món mới lạ các bạn. Ảnh kiểu là anh khoái khám phá, cho nên nó là món Việt Nam, cái nào mà ảnh chưa ăn, ảnh muốn ăn thử coi sao làm sao đó. Thành thử ra là cũng dễ lắm. Cái gì anh cũng ăn cũng được, cũng chịu ăn. Còn cha con lớn tuổi rồi, cha chồng lớn tuổi rồi, không chịu. Còn mẹ chồng á thì mẹ chồng ăn uống cũng dễ lắm. Thích món Việt, thích nhất phở. Chỉ cái ăn. Mẹ ăn thích nhất phở luôn á. Ngon. Úc là đạo bánh xèo các bạn. Suka cũng phải bánh xèo luôn. Nhà mình ai cũng phải bánh xèo chưa. Ông bà nội cũng phải nữa. Ông nội là phái nhất. Nhưng mà có cha không thích thế trời mà. Cha không thích bánh xèo nhiều. Ông ăn rồi chưa? Ông đâu có ăn. Các bạn thấy sao không? Mình chiên á, nhưng mà chừa bột lại. Chiều nay anh hai chị hai về á, bắt bếp lên chiên nữa. Vậy á nó mới nóng mới ngon. Chứ mình không có chiên một lần rồi để dành. Rồi các bạn ơi, thì tới đây là những gì mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Tới đây thì gia đình mình xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ và hãy làm bánh xèo ở nhà ăn rất là ngon. Chính xác. Rồi thôi, tới đây mình xin kết thúc video. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn. Bye bye.